Đô Phi xin chào các bạn, đây là sản phẩm sạc không dây này, Z50 này, chính hãng Hoco này. Sản phẩm với dung lượng là 10.000 mAh này. Có hỗ trợ là 3 đầu vào này, micro này, rồi lightning và type C này, và hai cổng ra này. Đó. Sản phẩm này có hỗ trợ là đi được máy bay này. Đó, có biểu tượng này, đi máy bay này. Rồi ở mặt sau này thì là có các ngôn ngữ này, như tiếng Anh này. Rồi đủ các thứ tiếng như Pháp này, Trung Quốc này, Thái này. Đấy. Rồi ở dưới đây là có mã QR code này, các bạn chỉ cần cào ra để check sản phẩm chính hãng này. Đây để mình mở hộp sản phẩm cho các bạn xem này. Sản phẩm với hai màu này, có màu trắng với màu đen này. Đó, đây bên trong sản phẩm này thì là có một dây cáp này, rồi một túi chống ẩm này, còn đây là sạc của chúng ta này. Đó, đây để mình để tạm ra đây. Ở dưới đây nó còn có một cái tờ này, chắc là giới thiệu thôi. Đấy. Thì mình cất cái hộp sản phẩm cho nó rộng. Đây sản phẩm chúng ta này, cầm trên tay khá là mỏng nhỏ gọn này. Đó. Đó. Mặt bên hông này, rồi đằng trước nó có in Hoco này, rồi có các núm cao su để cho để điện thoại sạc không dây nó đỡ bị trơn trượt này. Rồi có vạch pin hiển thị dung lượng này. Đấy, bên cạnh trái này thì có một cổng sạc. Cái này là dùng chân lightning này. Đấy. Rồi chân micro USB này. Đây là USB này. Đấy. Còn chân bên này là chân type C, sẽ sạc được cả 3 cổng vào. Đó là chân lightning, micro USB và type C. Đấy. Bên cạnh phải đó là nút nguồn này. Các chi tiết rất là sắc sảo này. Hàng chính hãng Hoco này. Lên mặt sau này sẽ có in đầy đủ thông số này của nhà sản xuất này. Đấy. Model này, rồi là có 3 đầu vào này, 2 đầu ra. Đấy. Cái đầu ra cắm dây là được 2A này, nhưng mà sạc không dây chỉ được có 5W thôi. Đấy. Nên vậy là sạc không dây mà nó sẽ chậm hơn là so với cắm dây. Đây để mình thử bật nguồn lên này. Các bạn ấn giữ này. Đấy. Nó sẽ có vạch này, hiển thị dung lượng pin này. Mỗi vạch là tương ứng là 25% này. Đây, đây là dây đi kèm này. Này là một đầu dây micro USB này. Ở đây thì mình test cái cổng đầu ra thứ nhất này, đó là cắm dây này. Đây các bạn cắm ra, cắm đầu dây này vào cái cổng USB này. Đấy. Và một đầu cắm vào điện thoại thôi. Đó. Tiếp theo là mình sẽ test chức năng là sạc không dây này. Ở đây mình có chiếc iPhone 11 này, có cả dùng ốp này. Đấy.
Các bạn dùng sạc chỉ việc đặt lên vào cái chỗ mà có dấu cộng kìa, đặt đúng vị trí đấy là nó sẽ ra đang sạc này. Đấy. Đây để mình test lại này. Đó, khá là nhạy luôn. Đấy. Đây là các bạn dùng ốp thoải mái luôn. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu thấy hay đừng quên like, share, subscribe kênh này. Đừng quên link mô tả cũng như là link mua hàng mình để ở phía bên dưới này.